pháp của Việt luôn á. Mắc bự lắm. Ôi trời. Nghe hơi gian nha bạn, tại vì số tiền quá ít cho nên mua con mồi nó đúng rồi, chỉ có mình 50k tới lên thì nó vừa nha. Còn bằng hũ là may mắn sao chị Huệ tặng con này chứ mình phạt lay nha. Hên thôi. Rồi, cảm ơn lẩu. Nếu mà dính thì kiếm tiền lại trả tiền chị Huệ nha, cho thiếu đây. Hello, xin chào bạn nghe đến cái kênh Anh Tư Khải TV. Ủa bạn ơi, anh Tư đâu nay cầm máy vậy? Chào tao, như đến đặng cái chỗ của mày rồi. Trời ơi, thằng này thấy anh Tư sơ hở con cá là cầm máy quay chào cho chú kênh nha. Trời ơi, tao không phải chú kênh đâu mày, tao là YouTuber mà, với lại thấy cha tao á chào mất thời gian quá nên tao chào giùm lúc đầu mày ơi. Alo. Ủa mà mấy anh ơi, cho em tự nhiên nay kia dẫn xe máy rồi kia lại he, không biết làm gì he. À nè, anh biết rồi phải rồi. Một lần á, cha Cương kêu anh em mình đua xe ở dưới ruộng phải không? Nay chắc chắn là cha Cương kêu anh em mình đua xe trên lỗ vậy. What? Trời ơi, nghe ơi, hôm bữa đua xe ngoài ruộng á là té không sao. Như giờ đua xe ngoài đường á, té là gãy răng chứ khỏi tết luôn mà gì mày. Đúng rồi, quẹt cái đúng á, tết nhất mà gãy hai răng cửa là thôi rồi. Đúng rồi đó. Ủa mà nói tới đó luôn giờ quay clip gì ta? Ai biết, đợi anh Tư ra thì biết mày. Mới nhắc mày, lấy cái mày. Ờ, tết nè. Trời ơi, nay làm gì vậy? Bồi ghê chưa? Ghê chưa? Rồi, vô chào. Chào rồi. Anh Đu, đứa nào chào? Thằng này. Anh Đu, rảnh rỗi thiệt chứ. Chào rồi phải không? Dạ. Rồi thì cũng được, đỡ mất thời gian. Thì hôm nay mấy anh em mình nói chung đã ru rê cạn kiệt những con ngồi nha. Thì nhân dịp Tết đến xuân về thì ngày nay mình sẽ làm một clip ru rê đặc biệt luôn nha. Ờ, vậy là cuối năm tôi định tặng đồ câu cho tụi em nữa hả anh Tư? Em chắc không có quá. Ủa? Hồi bữa là anh Tư đã tặng quá trời rồi. Cuối năm có cái lịch khác nha. Thì ngày nay là mua mồi rồi để ru rê, không phải là tặng. Thì nói chung á là mình sẽ treo giải thưởng 400k đi, hồi bữa giờ 300k hoài xưa rồi. Thì ngày nay Tết đến mình sẽ lên liền luôn nha. Nếu nào mà thắng cái game này được 400k. Đúng rồi, đứa nào dính cá được 400k và được con mồi miễn phí. Như thế là quá chuẩn rồi. Ồ, mồi miễn phí luôn. Thì trong đây có rất là nhiều con mồi với cái mệnh giá rất đặc biệt. Ví dụ như 1 triệu nè, 2 triệu nè, 3 triệu nè. Lố rồi trời ơi. Không có lố đâu. Thì để bất ngờ thêm thì mình sẽ bốc thăm nha. Coi thử ai được con mồi mất tiền nhất nha. Rồi, đứa nào bốc trước đây. Giỏi lắm anh Tư ơi. Gọi đi đâu có lâu. Thôi chơi cha, con chờ khang có họng như con mất trước trời. Thôi chào dở quá. Chuyện bốc rồi. Bốc chưa? Chưa bốc. Lật lên. Cái nào bốc đầu hay xui lắm nha. Chỉ định một người. Kho chết mẹ mày rồi con. Đây đây. Khoan, chỉ định là cái tàu chờ sau cùng nha. Ok rồi. Bốc cái tàu quyền lực quá vậy ta. 50k cũng ngon rồi. 50k tương đương với 500k. Ủa? Gì vậy? Chết. Ủa? Đã Tư nãy nói rồi, 500k là 50k đó. Đó là những biểu hiện của sự lương nghĩa. Được chọn tỷ. Yeah. Được chọn tỷ thua cái dự định mà. Vậy mừng mừng. Nhưng mà cũng đỡ, cũng ngon. Lật lên. Anh đồ. 80k với một cộng 100k. Anh đồ. Vậy là 180 á. Không phải, đây là tôi giải thích cho mấy đứa hiểu. Tại hồi đầu tiên mình tính ghi 80k nhưng mà suy đi nghĩ lại còn có 20k à. Thôi, mình cho chẳng 100k đi, nghĩa là được có 100k nha. What the hell? Nhưng mà có 100k giờ nó không bốc tới đúng cái giờ quyền lực nhất rồi, giờ sao ta? Cũng khá là xui luôn. Cái gì đây? Ây. Lật lên. 10k. 10k. Rồi, lật lên. Biết chùa khổng này nó rơi dở, bởi dính con mồi dở chắc đây không dính luôn quá. 20k. Ok, hoặc nghe. Bạn nghe rồi mà thôi. Lật lên đi. 50k. Rồi thì bây giờ đó là em chọn con màu nào? Thôi em chọn 50k đi Tư ơi. 50k đâu? 50k đâu? Rồi nghe đưa đó, rồi bắt em bóc lại. Yeah. Còn cái tàu gì sao? Để sao cùng? Để sao cùng nó mới chỉ định được chứ. Bóc hết con mồi ra mới chỉ định được chứ. Piu. 30k. Ok, 30k, vậy là con chỉ định một người. Còn cái tàu 100k bỏ vô. Chơi còn nhiêu tiền chả? Thì còn 100k chắc chắn là con hưởng rồi. Ủa gì mà còn tiền nè, trong cái thủng thành. Còn nếu mà con bóc hai tàu hên xui nha, tại vì còn một tàu nữa nha. Nếu mà con dính tàu 100k thì con được 100k. Còn không dính tàu đây con được tàu đây nha. Rồi, ok, con chỉ định ai đi?
Ôi, chiếc điện quy hoàng. Hả? À, chiếc điện quy hoàng có ngồi bao nhiêu? Không, ở đây còn tờ nữa. Một con ngồi 1K nha. Có còn 2K. Không phải, có con ngồi 2K nha. Dạ, con chịu quy hoàng ngồi 2K. I still love you. Con ngồi 2K rồi bữa em đã từng thành công rồi em nhớ không? Con nhái á. Con nhái rồi bữa là 100K. Ý 2K là còn nữa nó bắt con 1,5K à. Nếu mà 2,000 được dư 500 đồng. Ủa cha. Nhưng mà không sao, dính được giải thưởng. Em vẫn còn cái lưỡi nó luôn tới. Ok, rồi. Bây giờ em bỏ cái tờ này vô đi. Để em lấy cái tờ này tại vì nó chỉ định ngay cái tờ này các bạn ơi. 2K. Yeah. 2K bạn ơi. Rồi, như vậy thì phát triển đâu còn tờ này nó bốc thì bắt buộc nó phải bốc cái tờ này thôi. Yeah. Rồi, tèo tèo. Như vậy là phát triển được một con mồi như vậy nhiêu? 180. 100K thôi được có 80. Bạn là nhất rồi. Đó thì ngày nay nói chung mấy anh em mình sẽ đi đu đê một cái cách rất đặc biệt luôn. Cao nhất là cái bảng giá 100K nè. Rồi kế đếm lại nhiêu ta? Kế đến là nhiêu? 50. Ủa có 60 luôn hả? Không, 20 quên thôi. 50, xong tới 30, xong tới 20, xong tới 10K, xong tới 2K. Thì nói chung mình ngày nay đại chiến từ con ngồi rẻ tiền nhất đến 100K nha. Thử cái ai win cái giải này để nơi một giải thưởng 400K đi về sống đồ Tết nha. Đó thì ngay lúc này mấy anh em mình sẽ hành trình lấy cái xe này đi lại cái tiệm của cô Huệ để mua mồi và sẽ thử thách đu đi đu đây từ đó về tới nhà nha. Đó. Coi thử ngày nay ai sẽ thành công nha. Các bạn có biết kết quả thế nào mời các bạn theo chân mình nha. Let's go. Let's go. Cái con này là Huệ bán 20 ngàn nữa là gì mà 30 mà giờ tính có 10 ngàn vậy là không phải bay rồi. Con này nhiều. Cho nó 10 ngàn vậy là ngon dữ vậy. Cho 20 ngàn rồi đó. Cái con này là gì Huệ là tại vì Huệ quá bớt cái mình là phạt lây nha. Cái này là con có cảm ơn Huệ. Cái này là 30K nha các bạn. Bây giờ bán có 10 ngàn à. Hả? Em có 20 ngàn mua 5 con thôi. Thôi bây giờ bốc dính một con thôi. Nghĩa là em chơi giá thiệt thôi. Con nào một con không được hai thứ hiểu không? Giờ em sàng nói nhó giả đây nhé thiệt là tại anh Tư không thích làm nhó thiệt. Không thích chỉ quy hoàng làm được thôi. Nó dính thì nó bốc thôi. Bây giờ bốc giấy giả em rê là ngon rồi. Dám đủ tiền anh Tư ơi. Dám đủ tiền bây giờ con này nhiêu? Này cũng pha ke mới mua rồi nè. Pha ke cho mượn, em mua con cá. Con cá sao không đủ, con cá hơi bị dư luôn rồi đó. Em nãy nhiêu tiền? Em 20. 20 ngàn mới đủ con cá giả rồi nè. Cá lửa này móc sao được ta? Được, mua cá nhỏ hơn. Cá nhỏ hơn. Cá đỏ. Cá đỏ gì đó. Ngày nay hơi găng nha bạn, tại vì số tiền quá ít cho nên mua con mồi nó đúng rồi, chỉ có mình 50K tới lên thì nó vừa nha. Còn bằng hủ là may mắn sao chị Huệ tặng con này chứ mình phạt lây nha. Hên thôi. Rồi, cảm ơn lỗ. Nếu mà dính thì kiếm tiền lại trả tiền chị Huệ nha, cho thiếu đây. Không có khóa. Ôi mua con này. Tôi muốn khóa luôn trời. Không. Bạn. Rồi. Ấy chứ khóa hết không cả. Quên tiền. Bây giờ tính tiền. 100 nè. Cái này 20. Cái này là 50 chứ cái này 50 nữa là 150 nè. Tại cái này là 20 ngàn nè, mình mua tặng tại nó phải mua tặng, cái này là mua cho mình luôn nha. Chứ bây giờ 20 ngàn nó không có đủ tiền mua cái lưỡi thôi. Thì anh Tư là cái lưỡi là của anh Tư nha. Rồi cho em mượn ghê thôi đúng không? Mượn ghê thôi. Rồi. Bao nhiêu tiền rồi? Còn của em. Này, của 2 ngàn. Cái này là của em. Cái này của con phải không? Rồi cái này 2 ngàn. Thôi cái này thôi đi. Không tính tiền luôn, ta tính tiền cái này 2 ngàn. Cái này là mấy ngàn? 2 ngàn gì bán con hai con là nhiêu tiền dữ vậy? Để đi 2 ngàn hai con nhái phải không? Rồi chắc lấy cái lỗ nhỏ hơn cho dễ dính. À da con lát mày nha. Của con tính 10 ngàn. Con này 10 ngàn. Rồi là nhiêu rồi con? Con 30. Quẹt lấy máy tính. Ủa? Đi lấy máy tính bấm nó dễ hơn để hồi quên luôn. Rồi giờ từ em đi ra nè. Giờ phát triển đâu? 100 ngàn rồi. 100 nè. Rồi đi ra đây. Con tính con 2 ngàn cộng 2 ngàn như gì vậy? Thôi để đi 2 ngàn. Của con 50. Rồi đi ra. Con 50. Rồi còn em. Con 50 luôn. Của con 50. Con 30. Của con 30. Của con 10. Của con 10. 240. 240 ngàn rồi. Ok. Rồi. Có như vậy thì tiết chuột con mồi này là 20K nha. Cái lưỡi thì của mình cho mượn nha. Con này 20K phải không em? Rồi của hiệp sĩ. Đây anh ơi. Hiệp sĩ thì nó nguyên trọn bộ là 50K của nó đủ tiền luôn nha. Đó anh Tư. Còn của bằng hữu đâu? Của bằng hữu luôn cây hả bạn ơi? Dạ. Bằng hữu là cái con mồi này đáng lẽ ra là 30K nha. Tại vì 20. 30K mà con Huệ bớt con còn 10 ngàn đó hiểu không? Đó thì hy vọng là con hiếm cá nha. Để cảm ơn dì Huệ nha. Ok. Rồi. Mà con mồi có phát triển là xịn sò nhất nè. Con mồi phát triển là 100K nha. Con này bắt tấn vào quê phiên bản mới. Còn của Huy Hoàng thì cái con ma nhái này nó có
có 1.500 con à, có 2.000 con rồi nha, nó bốc dính 2.000 thì nó mua được 2 con nhỏ nhỏ 1.000 con à. Rồi còn của bà ke nè, hoa ke nhiêu hoa ke có 20 cái kia 10.000 vậy là hoa ke 30 đủ trọn bộ phải không? Ok, coi thử ngày nay ai sẽ chiến thắng nha. Bữa này con cá biết rồi, lên chạy giật giải, chạy lên giật giải, Quy Hoàng nó chạy giật giải rồi. Hồi bữa khá bị ngon nha, bữa bữa không là Quy Hoàng chín con á, có dí không? Còn có tóc hụt luôn trời, ghê vậy. Quăng đại xa kéo lại ngon á. Ôi lại trời tám không đã dữ vậy. Cái bữa này từ từ đi nha, đừng có đi xa quá, đi từ tới á. Hoặc nghe lẹ hoặc nghe ơi trời ơi, xe thôi ta luôn hết. Mà ke nổi cái xe của nó là ta đây sao có chở vô cái sân nữa hả? Đồ. Mới đáp lại giữa luôn nha. Trời ơi, chỗ này khá im luôn nha, coi chừng con mồi 10k này lụm 400k nha. Đúng rồi, 10k sẽ lụm. Mấy mừng này bữa mấy anh em mình đã từng dính cá nha. Giờ quay lại mình rê tại không có điểm nhiều. Ở một có bàn chạy hơi im đó chứ ở đó. Đúng rồi cha. Nhưng mà action lâu lâu thì có, lâu không chơi. Muốn lắc là lắc, không lắc là thôi phải không? Rồi. Ở đây nước trong ngon ghê luôn. Có táp không? Quá chuyện chuyên môn chạy hỉ vô kia à. Của bạn rối nhỏ gì bạn ơi? Ủa, con kéo xa kìa. Ủa, con kéo đừng có quăng vô cỏ hả kìa, bứt con mồi á. Con rắn cái gì vậy? Ai này có chú hả chú? Ai này có chú hả? Tao đi ngoài. Coi thử con dính cái lóc bữa con xảy đây con. Bắt lên hết cá là. Không có lóc. Đó ta bị dính rồi. Trời ơi, đó ta bị dính rồi. Trời ơi, trời ơi, xảy. Trời ơi. Không biết hả? Xảy rồi. Mờ hả? Nó lóc lên lên ai biết cạn luôn, hoàng đóng mạnh quá. Còn con nhái nữa hả? Quăng quăng biết còn đường ngoài nữa. Trời ơi, cái lóc nó dính luôn, xảy luôn trời. Quá uổng luôn. Như vậy là Quy Hoàng còn con nhái cuối cùng nha. Ai quăng được chút hả? Chết cha, sao quăng dữ vậy? Nè nhái nè. Đi theo mấy bạn fan này nè, có điểm là đi mới đi được. Đi. Bạn đó bạn thôi. Rồi ok, đây rất nhiều bạn fan nè, mấy anh em mình đi theo thử ra đi. Đi. Đây em dẫn rồi tụi anh đi đi. Em nhà gần đây luôn phải không? Dạ. Đây. Đi tại tụi anh không có điểm nhiều nữa, mấy anh em mình đi theo thử ra. Từ thôi. Chết rồi, lên đọc nhiều rồi. Đừng có gấp quá, từ từ mới yên tâm. Cái chỗ này chắc là không nuôi cá đâu, được không? Gấp. Quy Hoàng còn cơ hội cuối cùng nha, một con một à. Hết miền sử dụng. Họ phải ke nó quăng xa kìa. Họ mấy cái mương này của mấy đứa hả? Dạ không, mương của người ta không mà người ta cho. Rồi đây dính con. Dính đợn con hả? Ai đây dính? Đây hả? Đây cũng cần thủ ghê vậy. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em nay là 12 tuổi. 12 tuổi. Rồi mấy đứa này bằng tuổi em luôn không? 11 tuổi hả? Dạ nhà đây hết trơn ha. Hay quá, ta cần thủ không ta? Tao biết cái thằng mà hỏng mình bắt tay rồi. Em học chung chứ nữa. Vậy hả? Em bắt tay là học chung với đó phải không? Ủa rồi dính mình. Hoàng dính rác rồi. Kéo thì mạnh dữ dằng ở đây luôn, qua cái lỗ ở đây luôn rồi. Trời ơi, nó xuống sâu rồi em ơi. Ơi chạy à. Đồ, xui thiệt chứ. Rồi xong. Cây tươi nhờ. Kết quả cuối cùng. Trời ơi. Kéo cái lóc từ bên đây dằng qua đây luôn.
nãy rồi. Đúng rồi. Rồi dính rồi. Không được. Cái đập vừa. Mừng cá không? Ủa nó bự, cá không? 10 kg. Cá phải 8 kg. Mình cá bự phát triển nè, phát triển con đứng kỳ vậy phát triển. Nhẹ thôi, bự chắc 8 kg. Cá dưới là cá cứ bự. Ngồi ưu vàng đi lửng đẹp quá. Đi lửng đã quá. Mừng tất cả cũng chưa. Quá trời các bạn ơi. Con cá này chắc nửa ký các bạn ơi, quá đỉnh luôn rồi. Rồi. Rồi tặng cô này luôn đi. À. Hôm nay đi ăn cô nhiều lắm rồi. Rồi tặng cô luôn đi. Cô lên về ăn đi cô. Rồi tặng cô á. Cho cô. Trời đất ơi, cô cảm ơn cô. Dạ. Hôm nay tụi con vô đây làm phiền dữ lắm. Có câu rồi, tại cô dễ cô không la. Đâu có la. Dạ bởi vậy. Có cho tao cô mà cho đi lấy đi. Dạ dạ. Như vậy là cái con mồi này là của bằng hữu em phát triển nha. Vậy là phát triển được nhận. Ủa? Trời ơi, phát triển nó nó không có ghê được. Em mới dễ chị đo được không tự? Ờ đúng rồi, em lâu lâu em cho anh thưởng. Nó không dính lửa cho cô lấy gì ăn nè. Bất kể nó, tại vì tụi con quay clip. Dạ, dạ cô cứ bắt đi. Trời ơi, cảm ơn con. Dạ, dạ. Cô được nhận anh chà. Ok. Dạ. Quy Hoàng ở đây đỉnh quá trời, nãy Quy Hoàng xảy con rồi đó. Cá là cả nửa ký đó nha. Ừ, câu câu đi. Dạ, quá đã luôn. Trời ơi, một đường một quý bà. Anh Tư tưởng không táp, anh Tư không quay em luôn á. Con gì hay dữ, con mồi gì lẹ dữ lạ. Nó con mồi giả cô ơi. Mà sao hay dữ lạ. Dạ, bữa mấy nay mình phát hiện cái mương này là có bằng rồng ha. Dạ. Đi ra như sao bảo không? Xe tải kìa, xe nó vô đậu nó hổn hốt đi tôi chuột à. Mở mình lăn ra. Thanh niên này đi xe hết xăng giữa đường bạn ơi, khúc đi. Không ai xe Tư. Rồi em thổi đại mạnh đi ơi. Đó, cho em đầy chai này luôn á. Tư còn xăng nhiều không? Ngủ quá trời. Thế hả? Ờ, nãy đang kéo điên nặng lần luôn á. Xe dính phải không? Đâu. Phải đừng có giỏi lên cao quá em. Cũng hên là xe anh Tư còn xăng mấy cho em đi bộ từ đây về tới nhà luôn á. Không mình đi bộ đó. Cái xe này nó uống xăng còn hơn nước suối nữa. Trời ơi, nó hao xăng bật cố luôn. Nó quẹn cái lỗ nè. Nghe nè, giờ nó còn có miếng. Đồ. Không sao anh Tư, mỗi lần tắt là bệnh cái họng xăng lại nhiễu xăng ra ngoài anh Tư rồi. Hả? Cái xe đó này về xong clip này bán cho chai luôn đi nha. Xe chế mình xong độc. Mấy đứa không có cái kiên trì giống Huy Hoàng thấy không? Có kiếm bận được ngồi thấy không? Qua tôi một ao mấy trà nè, đi. Mấy chục con quăng mà nó lên. Như vậy là Huy Hoàng đã lụm được một con nhưng mà đáng tiếc một cái. Huy Hoàng nó bóc dính mồi nháy thật thì nó ba bứt rồi. Nãy đóng cá cho kia bứt mồi luôn rồi. Nó mượn nhái của phát triển. Phát triển thì ngày nay nó lấy lộn càng câu mà dính chỉ nó không dám rê nên cho nên nó mượn cho Quý Hoàng mượn con mồi. Ôi trời, có cá bữa đó hụt nè. Ở lại thánh nó lại rồi sao cá tháp. Trời ơi, thánh thì giật đầu luôn quá. Trời ơi. Thì nó cố gắng nhàn thấy Quý Hoàng nó dính con rồi đó, cô Lý rồi đó. Nguyên đem nó chuyện ở đây, Nguyên Quý Hoàng nó còn kéo cá bất hồn. Còn cá khá là siêu to khổng lồ luôn nha. Chảng luôn. Trời ơi, thầy mẹ ơi. Từ từ. Ủa ba con mồi dính một chỗ luôn hả? Từ từ mấy này tự nhiên nó quấn em lại luôn anh Tư ơi. Trời thì nhẹ được, cái con dưới đừng quấn nữa, con dưới đừng quấn nữa. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Thả hai này ra đi. Hai này nó quấn cái gì. Lần nào đi rê cũng vừa Huy Hoàng phải dính không. Mấy mương này hay bị ngon á. Vô mấy cái mương có một đồng, hai đồng đồng. Đi tới. Tới đi, tới thẳng tới đi, thẳng tới.
quăng 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 mấy thằng hồ đó dính nhái cá lộn cũng sụp luôn. Đứng gần chứ đứng xa vậy lại vô rồi nhé, hồi qua nữa. Kéo đường dài thì mà không được không? Có bọt lòng quá trời. Ồ bọt lòng bằng 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 lòng. Đứng gần quá. Ôi cá mới quận. Gần quá đã. Rồi. Mấy thanh niên rồi lại tới. Trời ơi, Hiệp dính này hả? Hiệp dính này hả? Quá hay vậy trời. Alo. Hiệp thích luôn anh ơi. Thánh từ chứ không quay được cảnh Hiệp dính đã chứ hả? Chị của mình rồi. Ồ, quá đã, quá đã. Vậy là anh Hiệp đặt kỷ lực. Anh thôi đi, em lên, em hóa rồi, em dở mình dính luôn. Dở lên hả? Đúng rồi, tôi em dở mình luôn à. Trời ơi, hay dữ trời, cá giả là cá mềm đó bạn ơi. Hôm nay có rất nhiều bạn yêu cầu mấy anh em mình đi rơi mồi mềm thì con mồi mềm dính cá nha, mồi mềm cũng khá là nhạy luôn. Tét mép luôn, dở nhiều mà tét mép luôn. Tháo thả đi em ơi. Trời ơi, để em gỡ. Mọi mồi mềm này á là thuộc quyền sở hữu của Hiệp rồi nha, ngon quá rồi. Dạ. Quá đẳng cấp luôn. Ăn sát mép luôn rồi. Trời ơi, nó đã thiệt trời. Chế nó nghịch lại. Thả thả bên ra bự nè. Trời ơi, thành công Hiệp ơi, Hiệp hay dữ rồi trời. Lên trình rồi. Hoa ke chưa có lên nổi nữa nè. Em ơi, cá bự mới ăn, hỏi từ lưỡi bự quá. Thế hả? Vậy lưỡi tao cũng bự chảng nè. Không, qua lóc vậy chứ cái miệng nó rộng lắm mấy đứa ơi. Trời. Dính rác hả? Ngày nay có Hiệp sĩ là phạt lay rồi, phạt lay dính đựng con rồi. Vậy nhưng mà tính ra Hiệp sĩ thắng á, nếu mấy đứa không dính là Hiệp sĩ thắng á. Tại nó phạt lay nó chơi cái con mồi của nó với cái giá tiền của nó luôn, hiểu không? Đúng mấy đứa. Vậy là Hiệp sĩ nó thắng Quy Hoàng rồi. Quý Hoàng là tại vì lý do là nó bị hết nhái rồi, nó mượn của Phát Triển thôi nha, chứ cái đó là mình cũng không tính nữa, tại vì nó không phải của cái chủ sở hữu ở đây đâu, phải không? Ai cái đường này hơi bị ngon là ra đi, đây là ngon là vậy đó, đường này cá lóc dữ lắm, Hiệp bữa nó đây táp dữ lắm. Em đi thẳng mé này vô tổng, còn anh Tư đi mé đây thẳng vô nha. Anh đi vô cái mương giữa đi thẳng ở tổng, anh qua đây thẳng vô, cứ đi thẳng thẳng chẳng luôn đi. Nãy kêu có bèn rồng ngon Phát Triển bằng hữu rồi không dính. Ê, qua đường này nữa đó ơi, à đường này ngon Hiệp ơi. Quăng tiết chuột, kiếm cơ hội tiết chuột. Em hôm nay không có dính gì đâu, từ muốn cho em dính một con rồi sao không dính. Sao thảy nữa hả? Trời ơi, con mồi của người Hiệp sĩ nó hình như nhạy dữ ta. Hiệp sĩ ơi, cái đường này bữa là em nhớ Hiệp sĩ. Cái đường này nhóc nè. Bởi vậy đi đây có lóc mấy con mồi mềm này cũng khá là nhạy luôn nha. Ôi cái đường này ngon lắm, bữa có rồng luôn, đường đó có rồng luôn. Khéo khéo đường đó bữa Quy Hoàng cũng bị tháp tác lần nữa, cũng tác một lần. Con nhỏ này bữa có đèn đồng mất đi. Đúng rồi. Ngày nay anh Tư tưởng không ai dính chứ Quy Hoàng thì nó xảy hai con nha. Xảy hai con. Con thứ ba là dính. Con mồi của anh Tí Chuột nó đi cũng im lắm nè, đừng có giỡn mồi với cái thìa nó đi. Sao anh Tư em đi hơi lắc lắc là tại lắc có đồn ngang, phải không? Mấy con ghê nè anh Tư. Ấy đừng nổ dây anh Tư. Này đi nhẽ hơi quá im quá. Đù. Mấy đứa đừng có đi gần quá, cái đường này cá dữ trời. Dữ trời nó cá dữ lắm, đường này bữa cá xảy liên tục. Ôi, dính ai lắm vậy? Quăng đi, quăng đi, quăng đi, tí vô coi, đừng đi nữa tí chuột ơi. Cho mày hớt luôn luôn á. Quăng tí chuột. Đó, rồi kéo im, 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 im. Đâu chuột dính thử. Kéo im, im, im á. Đó. Tí chuột hôm nay không dính cá, tức thiệt. Vô giờ dính cá luôn. Đúng rồi. Hai bạn đông đứng. Đứng đi, cái chó sửa đứng đi. Hai bạn vào đứng.
nó mới đây mà thôi, nó mới nổi nè, đi thầy thẳng rồi, quăng kéo lại đi, quăng kéo lại quá đã. Hồi ngay tao lấy dừa luôn các bạn, rồi ngay tao lấy dừa luôn các bạn. Nó đi nhanh dữ vậy, nó gồng lại mới đây luôn nè, ngủ quen cá nó quặn ở đây luôn, đi dài thẳng, đi dài thẳng, sao đi thấy được chứ, đi thấy thẳng rồi. Đang gồng ngay tại dưới vậy, gồng này bữa ăn táp của Nghiệp luôn, bự lắm, bự lắm. Thôi rồi, chậm lại, chậm lại. Thôi. Thôi rồi. Chậm lại, chậm lại. Thôi. Thầy ơi. Xui cho la. Cây tươi nhờ. Trời ơi, nó tức. Thấy chưa? Anh nói nó còn nữa. Em đi tới quăng suốt đặng đi tới. Không thì tới quăng cái hốc bò kéo mà. Mấy đứa để cho một đứa quăng rồi. Thấy chưa? Cái lỗi không bán. Để Hiệp quăng là được rồi. Rồi em đóng nhẹ quá, em đóng mạnh được. Rồi ngang cái lóc luôn rồi. Chụp nó kéo gì vô kìa. Kìa là tới số rồi, hiệp nay không ai giành chơi cạnh tranh với ngon game được rồi. Mà game tủ lên luôn rồi đó. Thôi đi về đi. A few moments later. Đó các bạn ơi, thì ngày hôm nay mình thử thách đi mua con ngồi giữa 2k cho đến giá trị là 100k. Khá đẹp trai, mới tóc đẹp trai quá. Trời ơi. Quên. Thôi thì bây giờ đó là hơi khó xử một tí nha. Bây giờ 400k này biết thuộc về ai nè. Em là người dính cá. Em dính cá nhưng mà không hoẹt lây. Tại vì á, cái con mồi á là của Bác Diễn. Bây giờ mình rất là khó xử luôn. Em xử gì nè anh Tư ơi. Nói. Giờ em lấy tiền thưởng, còn Bác Diễn lấy con nhái. Đúng, hợp lý. Hay là gì nữa chứ. Sao mình hỏi hết tem mình đi mấy đứa là sao? Không Tư ơi. Sao cũng được. Chắc là tao thắng á. Này, nó thắng rồi mày ơi. Này, Hiệp thắng rồi. Thôi thì cái giải thưởng ngày hôm nay mình sẽ trao cho Hiệp sĩ đi. Cảm ơn nha. Hiệp sĩ thắng mà. Em tưởng của mình em à. Em tưởng con tem của mình em dính cá hay sao? Bọn tưởng hồi đó giờ luôn đây cái lóc mà không ai dính cá hay sao? Không nói đi. Thôi, quý bạn cũng dính cá cho bạn 200 lần tôi rồi. 200 thôi bạn. Đó các bạn ơi, thì ngày hôm nay là nói chung là Khoa Ke là nó xém dính con cá phút cuối nha các bạn. Còn Quy Hoàng là nó dính cá nhưng mà không vạt lây, thì nói chung giải thưởng này là thuộc về Hiệp sĩ là xứng đáng, tại vì nó là con mồi với lưỡi câu là nguyên trọn bộ nó luôn. Siêu đỉnh. Cây tươi nhờ. Ôi anh Tư ơi. Hả? Hồi nãy anh Tư xúi em lấy mồi có Phát Triển rơi nghe. Thì biết rồi, anh Tư định cho em mượn ghê chứ Phát Triển nào bạn coi nè, càng câu hết chuyện lấy chỉ đi ghê mà có 100 ngàn. Nghĩ sao hả? Nãy xém bứt mất mồi rồi. Đó thì nói chung ngày hôm nay em phát biểu cho người thắng cuộc là lại đây đi. Vậy thôi. Phát biểu nè. Trời ơi, Nam Quyên được Quy Hoàng lắm mỡ hả anh Tư ơi. Bởi vậy trong tem mình là chưa có ai có trình độ mà rê thắng Quy Hoàng này. Lần này trời khá là hay thôi. Luôn nha. Đó thì nói chung rồi mấy anh em cũng đã thực hiện clip đi thử thách mồi mềm nè và mồi cứng nè. Và cái giá trị từ 2.000 đến 100.000 nha các bạn. Dạ. Thì kết quả con mồi này giá trị bao nhiêu ca? 50 anh Tư ơi. 50k đã thắng con mồi 100k. Và toàn bộ những thành viên còn lại nha. Thì nếu bạn yêu thích video hãy cho mình một like, một ký, một chia sẻ. Và xin hẹn gặp lại bạn ở Phan để coi cái đầu coi. Thật là quải trưởng các bạn ạ. Trời ơi, nếu bạn nào yêu thích video hãy cho mình một like, một ký, một chia sẻ. Và xin hẹn gặp lại bạn ở những video lần sau nữa nha. Dạ. Đó thì xong clip này thì mấy đứa anh Tư khuyên về hớt tóc rồi nha. Để điểm trai với anh Tư nè, trời Tết nhất mà đậu nào nó chết thòn à. Đi về đi. Thôi giờ em đi hớt tóc nha anh Tư. Ơ mà khoan, quên. Con nhái đem đây. Ủa? Em về trước anh Tư ơi. Dạ rồi. Đem đây. Ủa này con dính mà cha. Không ai dính hết trơn, trả con mồi đây. Ủa cha, con dính rồi mà cha. Thôi thua rồi, có nhiều. Lại đây em ơi. Anh Tư. Em dính nha anh Tư, em lấy anh Tư. Nói chung là mình để những con mồi này mình sẽ thử thách lần sau nha các bạn. Còn bây giờ thì các bạn có cái ý nghĩ gì mà đặc biệt để thử thách bên em mình nha. Bên em mình sẽ tiếp tục đi đu rê nữa nha. Dạ. Bây giờ xin mấy bạn tạm biệt các bạn. Bye bye.